Thưa quý vị, mùa mưa đến thì bà con sinh sống dọc theo các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long càng thêm lo lắng khi sạt lở gia tăng. Đất đai có thể sập xuống bất cứ lúc nào, cuốn theo nhà cửa. Tình trạng sạt lở bờ sông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra báo động như thế nào? Sau đây, biên tập viên Thời tiết Thu Hiền sẽ có những phân tích cụ thể từ quý vị khán giả. Xin mời chị Thu Hiền. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị khán giả, từ đầu năm đến nay, đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra 122 vụ sạt lở, gần tương đương số vụ sạt của cả năm ngoái, làm 31 nhà sập và hư hỏng. Các vụ sạt tập trung trong tháng 5, khi thời tiết chuyển sang mùa mưa, bởi sau cả mùa khô dài, con nước xuống thấp, hai bên bờ khô hạn. Khi mưa xuống, con nước dâng cao, cũng là lúc nền đất đá nở ra, gây đứt gãy, sạt lở đất. Trong 4 ngày, tỉnh An Giang ghi nhận 3 vụ sạt lở bờ sông, rạch xảy ra trên địa bàn hai huyện Chợ Mới, Châu Phú với tổng chiều dài 125m. Tại Hậu Giang, từ ngày 20 đến 27 tháng 5, trung bình mỗi ngày xảy ra 1 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch, chủ yếu tại huyện Phụng Hiệp, Châu Thành. Tại tỉnh Đồng Tháp, trong vòng 10 ngày, từ 12 tháng 5 đến 23 tháng 5, cùng trên tuyến bờ Tây, kênh Cần Lố xảy ra 2 vụ sạt lở làm mất hơn 130m² đất, chiều dài hàng chục mét. Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ vào ngày 8 tháng 5, 7 căn nhà bất ngờ nứt toác, sạt sập xuống sông lúc nửa đêm khiến nhiều người hoảng hốt. Theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, trên địa bàn 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long hiện có 555 vị trí sạt lở bờ sông. Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm 81 vị trí, sạt lở nguy hiểm 137 vị trí. An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long là những điểm nóng về sạt lở, phạm vi, tốc độ sạt lở mạnh, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân. Sạt lở bờ sông giờ đây diễn ra khắp mọi nơi ở đồng bằng sông Cửu Long và không còn tuân theo quy luật bên lở, bên bồi nữa. Tác động từ thời tiết chỉ là một phần rất nhỏ, còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, trong đó phải kể đến hai nguyên nhân quan trọng nhất, đó là mất phù sa và khai thác cát quá mức. Trước đây, mỗi năm vùng châu thổ Cửu Long được nhận từ 140 đến 160 triệu tấn phù sa sông Mekong chuyển về, xếp thứ 10 trên thế giới về tải lượng phù sa. Nhưng hiện nay hơn một nửa trong số đó bị giữ lại trong các hồ chứa trên thượng nguồn. Khi mà hàm lượng phù sa ít đi, dòng nước nhẹ hơn, bị dư thừa năng lượng chảy mạnh hơn, xói vào bờ và đáy sông dẫn đến tình trạng sạt lở. Theo số liệu của Ủy hội sông Mekong, lượng cát từ thượng nguồn bồi đắp cho đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chỉ vào khoảng là nửa triệu tấn một năm, mà lượng cát đang khai thác ở đồng bằng sông Cửu Long là từ 27 đến 40 triệu tấn một năm. Như vậy, cán cân bồi đắp cát và lấy cát đi ở đồng bằng sông Cửu Long đang bị mất cân bằng nghiêm trọng. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đúng không chị Hiền? Dạ vâng ạ. Thiếu phù sa hay là mức khai thác cát quá mức thì sẽ khiến cho lòng sâu ngày càng sâu hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hiện nay đáy của sông Tiền, sông Hậu, hai con sông chính thì đã sâu hơn từ 3 đến 4 mét so với thời điểm cách đây là 20 đến 30 năm. Khi lòng sông sâu xuống đồng nghĩa với việc là bờ sông cao và nặng hơn, mái cũng dốc hơn, dễ dàng đổ sụp xuống, nuốt chửng đất đai. Việc khai thác cát tại bất cứ chỗ nào thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn vùng đồng bằng bởi sông có cơ chế tái phân phối đáy. Nếu chúng ta khai thác cát thành một hố sâu, thì cát ở các nơi khác sẽ chảy về lấp bằng lại, làm bề mặt đáy sông ngày càng thấp. Khi dòng chính sâu sẽ rút cát từ đáy sông nhánh, rút dần về mạng lưới kênh nhỏ hơn, khiến sạt lở lan ra khắp đồng bằng. Những vùng dù là không khai thác cát cũng bị sạt lở. Có thể thấy rằng là mất cát này, rồi là mất phù sa là những nguyên nhân chính mà chị Thu Hiền vừa phân tích dẫn đến tình trạng là ảnh hưởng đến sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà tôi được biết rằng là ngoài những nguyên nhân này thì những hoạt động ví dụ như là chúng ta khai thác khu nước ngầm quá mức này, rồi là những cái tàu thuyền trọng tải lớn đi qua khu dân cư sống quanh khu vực dòng sông thì sẽ tăng cái áp lực tạo sóng và cũng làm cho cái việc là sạt lở diễn ra nhanh và khốc liệt hơn. Vậy thì không biết là mùa mưa năm nay mới chỉ bắt đầu thôi thì các địa phương đã lên những cái phương án sớm ứng phó như thế nào cho chị Hiền? Dạ vâng ạ, để giúp cho bà con mất nhà có chỗ ở ổn định, địa phương đã phải xây dựng các khu tái định cư. Thế nhưng có khu xây xong thì chính quyền địa phương lại không thể đưa dân vào ở, ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang. Hiện trường vụ sạt lở mới đây ở tỉnh Hậu Giang. Nơi đây là bến đò được khách. Rất may lúc sạt lở, đò đang đưa số đông học sinh nhưng chưa cập bến, nên không gây hậu quả nghiêm trọng về người. Tảng sáng sớm, tôi đưa một phà học sinh qua rồi. Thì giáo giờ học sinh vừa qua khỏi cái tiếp tục một phà thứ hai là qua giữa sông á,
cái tôi nhìn tôi thấy là nó xuống một cái, nhưng mà xuống khủng khiếp lắm. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 27 vụ sạt lở xảy ra ở tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh phương án 4 tại chỗ, Hậu Giang cũng tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ, cảnh báo đến người dân. Khắc phục sớm nhất trong điều kiện có thể cho phép thì để làm sao đảm bảo cái giao thông coi như được suy suốt, cũng như là để đảm bảo cái việc quá trình sản xuất sinh hoạt của người dân được ổn định. Nếu cái trường hợp nào mà hộ nào không có đất thì chúng tôi cũng vận động các cái hộ này vào các cái khu dân cư vượt lũ hoặc là những cái khu tái định cư. Hiện Hậu Giang đã xây dựng xong khu tái định cư giúp người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên có trường hợp đã xong cơ sở hạ tầng nhưng vẫn bỏ không. Có tổng mức đầu tư lên đến 8 tỷ đồng, nhưng từ năm 2019 đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa thể bố trí dân vào khu tái định cư Tân Long. Trước đây khi mà tiến hành đầu tư thì cái việc đo đạc, cái việc thiết kế cơ sở do tính chất là cấp bách tại thời điểm đó có cái nhiều cái vụ sạt lở, cho nên là làm thì nó cũng còn thiếu cái trình tự thủ tục. Chúng tôi đang hoàn thiện cái trình tự thủ tục. Cái thứ hai nữa đó là về cái đất trước đây là của đơn vị là bảo vệ thực vật đang quản lý sử dụng, cho nên là cái việc mà giao đất cho các hộ dân thì phải là đảm bảo là đất do ủy ban dân huyện quản lý thì chúng tôi mới tiến hành giao đất cho dân được. Mình trong đặng cho anh giao nền sớm, đặng cho cô về cất nhà cho con cô an cư mới lập nghiệp được. Những năm gần đây, sạt lở gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân tỉnh Hậu Giang. Bà con rất mong các khu tái định cư sớm được đưa vào sử dụng để có chỗ ở ổn định nếu chẳng may xảy ra sạt lở. Các nhà khoa học cảnh báo đồng bằng sông Cửu Long có thể phải đối mặt với thảm họa tan rã trong tương lai. Mà diễn biến trước mắt của quá trình tan rã chính là tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang xảy ra hiện tại. Do vậy, các giải pháp phòng chống sạt lở càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long thì hiện nay thì chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bố trí các cái nguồn kinh phí từ cái nguồn trung hạn 21-25 và từ cái chương trình phục hồi kinh tế. Thì cái này thì về phía các địa phương phải chủ động đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng để giảm thiểu các cái thiệt hại do cái sạt lở bờ sông bờ biển gây ra. Thực hiện một số các cái giải pháp quản lý như là quản lý cái việc mà hút cát ở lòng sông, rồi quản lý cái việc xây dựng công trình ở ven sông ven biển, rồi quản lý các cái hoạt động giao thông thủy về cái tốc độ rồi về tải trọng để hạn chế các cái tác động này. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải thực hiện các cái giải pháp là trồng cây chắn sóng rồi bảo vệ các cái khu vực ven biển, xây dựng các cái công trình để quan trắc cái hiện tượng sạt bờ sông. Chúng ta cùng hy vọng rằng là những cái giải pháp đề ra sẽ sớm đi vào cuộc sống và từ đó phát huy hiệu quả, giúp cho bà con tại đồng bằng sông Cửu Long có thể ổn định và an tâm trong đời sống. Còn quay trở lại với tình hình thời tiết ngày hôm nay, tôi thấy là tại thủ đô Hà Nội vừa có một cơn mưa giải nhiệt và tình trạng mưa dông thì cũng diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như phía Nam nữa. Không biết là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì mưa dông diễn biến như thế nào thưa chị Hiền? Vâng ạ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ở miền Đông Nam Bộ thì vẫn đang trong giai đoạn mưa nhiều. Thưa quý vị khán giả, bà con thì cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác với sạt lở. Chiều mai mưa xảy ra ở nhiều tỉnh thành, có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 20 cho đến 40 mm và thậm chí có những nơi thì còn trên 60 mm. Trong mưa dông có thể xuất hiện cả lốc sét và gió giật mạnh. Trở ra miền Trung, ngày mai khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên vẫn nắng nóng diện rộng. Tại Hà Tĩnh, Đông Hà, Quy Nhơn, Tuy Hòa thì trời nắng nóng gay gắt từ 37 cho đến 38 độ. Còn lại các thành phố khác thì phổ biến trong khoảng là từ 35 cho đến 36 độ. Sang tuần sau, nắng nóng ở miền Trung sẽ dịu dần. Còn với miền Bắc, từ chiều tối nay, một số tỉnh thành, trong đó có thủ đô Hà Nội, thì mây dông đã phát triển và chút mưa giải nhiệt. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong đêm nay. Cục bộ sẽ có điểm mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ 20 cho đến 50 mm và có những nơi thì còn trên 80 mm. Sang ngày mai, nắng nóng chỉ còn xảy ra vài nơi như là tại Việt Trì, Bắc Giang, Ninh Bình với mức độ không quá gay gắt vào khoảng là 35 độ. Còn các nơi khác thì nhiệt sẽ giảm xuống trong ngưỡng là từ 31 cho đến 34 độ, cảm giác đỡ nóng hẳn.